nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức của đội ngũ cán bộ hội cơ sở, để từ đó từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hội cơ sở, nâng chất công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội thành phố trong thời gian tới, cũng như phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Ban thư ký Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thi thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2015 với chủ đề Thủ lĩnh hội nhập. Với những thành công và kinh nghiệm được đúc kết từ hai lần trước, hội thi năm nay đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, hội viên, sinh viên đến từ 45 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, với việc mở rộng đối tượng, tạo cơ hội cho sinh viên toàn thành tham gia, hội thi đã thật sự trở thành một cuộc tranh tài hấp dẫn và tạo dấu ấn mạnh trong cán bộ, hội viên, sinh viên thành phố. Để trở thành những thủ lĩnh sinh viên xuất sắc nhất có mặt trong vòng chung kết, các thí sinh phải lần lượt so tài qua 3 vòng thi. Đầu tiên là vòng thi sơ loại với hình thức thi trắc nghiệm kiến thức tổng quát, lịch sử, truyền thống và kỹ năng nghiệp vụ công tác hội. Vượt qua vòng thi đầu tiên, 100 thí sinh xuất sắc nhất đã bước tiếp vào vòng khẳng định với 3 phần thi, phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo, trình bày sản phẩm giới thiệu thể hiện thông điệp của thí sinh khi tham gia hội thi và hành trình trải nghiệm bằng xe đạp đi qua các địa điểm nổi tiếng gắn liền với phong trào học sinh, sinh viên thành phố. Bằng sự nỗ lực của mỗi bạn thí sinh, 50 cá nhân ưu tú nhất đã tiếp tục vào vòng tranh tài với hình thức thi được chia thành 5 đội. Mỗi đội sẽ tham gia 2 phần thi, bảo vệ kế hoạch và thực hiện chương trình do chính các thành viên trong đội cùng lên ý tưởng và tổ chức. Điểm mới của năm nay chính là việc ban tổ chức đã lựa chọn một chủ đề xuyên suốt trong toàn hội thi, đó là thủ lĩnh hội nhập. Ngay từ vòng sơ loại, ban tổ chức đã lồng ghép những câu hỏi kiến thức về hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong phần thi hành trình trải nghiệm ở vòng khẳng định, các thủ lĩnh phải thể hiện bản lĩnh của mình thông qua việc thuyết phục các khách du lịch nước ngoài tham gia thực hiện thử thách cùng mình. Và trong vòng tranh tài với chủ đề Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hội nhập, 5 đội thi đã tạo ấn tượng với hội viên, sinh viên thành phố thông qua việc tổ chức 5 hoạt động quy mô đa dạng nhằm hỗ trợ cho sinh viên tham gia những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, ban tổ chức hội thi tập trung quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh thông qua việc tổ chức các chuyên đề tập huấn cho các thủ lĩnh nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết, từ đó giúp các bạn thí sinh tự tin hơn khi tham gia tranh tài qua các vòng thi, đồng thời tích lũy thêm những kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các hoạt động hội sinh viên. Đối mặt với những vòng thi mà ban tổ chức hội thi đặt ra, các thí sinh năm nay đã thực sự bản lĩnh, tự tin để vượt qua các thử thách. Hội thi đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, năng động, sáng tạo dành cho cán bộ, hội viên, sinh viên thành phố. Trải qua các vòng thi, chúng ta đã tìm ra được 10 gương mặt tiêu biểu nhất chính thức bước vào vòng chung kết của hội thi. Mình tên là Đỗ Hữu Tấn, hiện là ủy viên ban chấp hành đoàn khoa quản trị trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống của mình là thầm một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình tên là Nguyễn Tuấn Anh, hiện nay là ủy viên ban chấp hành chi hội lớp Y204D của trường Đại học Phạm Ngọc Thạch. Trong cuộc sống của mình là không gì là không thể, như ta không từ bỏ tất cả mọi sự cố gắng. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nguyễn Thị Thái Hòa, hiện đang là ủy viên ban chấp hành liên chi hội khoa quản trị trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong mong sống của mình là cách tốt nhất để thành công chính là hành động theo những lời khuyên mà ta dành cho người khác. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Trần Anh Thơ, hiện là ủy viên ban thư ký hội sinh viên trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong mong sống của mình là follow to your soul, yeah, never too old. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh Escolab trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trong cuộc sống của mình là không ngừng tin tưởng để thành công. Và mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nguyễn Văn Toại, hiện đang là ủy viên ban thường vụ đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống của mình là con đường nào cũng sẽ đúng, miễn là bạn đi đến cuối con đường. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Trương Văn An, phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Khoa học Sở Văn Văn. Trong cuộc sống của mình là hãy cứ khát khao, hãy cứ dạy khờ. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nguyễn Việt, hiện đang là ủy viên ban chấp hành liên chi hội khoa quản trị trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống của mình là không gì là không thể, chỉ sợ bạn không dám làm. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Huỳnh Thị Nhung, hiện là liên chi hội trưởng khoa du lịch trường đại học tài chính marketing. Trong cuộc sống của mình là con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình tên là Trần Minh Duy, mình là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông BNTZO trường đại học y khoa Hà Nội. Thì trong mong sống của mình là thủ lĩnh và là người dám dấn thân để trưởng thành. Mình là thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.